mét đắt quá sao lại đắt thế anh nhỉ? Anh nói thật là bây giờ gần như là 80-90% là do yếu tố sản phẩm. Có nghĩa là sản phẩm của các bạn nó không phải là sản phẩm win trên thị trường. Thế thì bây giờ nếu như các bạn không đánh hàng trend, các bạn đi theo hướng là hàng trend, hàng Trung Quốc, theo hướng thương mại nhé, là hướng mà nhập hàng bên Trung Quốc hoặc là nhập hàng từ các tổng kho, thì các bạn phải biết test sản phẩm để tìm ra mã trend. Và nếu sản phẩm mà không trend một phát thì các bạn bị ế, bị tồn, rất là khổ, đọng hết vốn trong đó luôn. Thế còn cái hướng thứ hai là các bạn kinh doanh một cái sản phẩm thương hiệu các bạn nó bền vững, mà nó không phải là trend mà nó bền vững đi, biên lợi nhuận nó ổn đi, nhưng các bạn chạy quảng cáo nó chưa được ok lắm, thì các bạn chỉ có thể tối ưu được thứ nhất là khâu media, thứ hai là các bạn có thể xây thêm kênh và làm thương hiệu cá nhân. Các bạn xây kênh, tất cả các kênh nào short video các bạn xây cho tôi, từ Reels, từ TikTok cho đến YouTube short các bạn xây cho tôi, thì sau đó về tương lai gần là tất cả các nền tảng nó sẽ đều hướng về cái việc là mua hàng trực tiếp trên nền tảng của nó, để đó cạnh tranh với nhau. Cho nên quảng cáo Facebook không là không đủ. Nếu các bạn là thiên về sản xuất mà các bạn không đi theo trend, hoặc là các bạn có một cái sản phẩm mà nó bền vững của các bạn, thì nói thẳng với các bạn luôn, 80-90% mà mắc là do sản phẩm. Tôi phải chia sẻ với các bạn là tôi có những cái học viên coaching 1:1 mà U40, U50, những anh đấy là rất nhiều tuổi rồi, khi học quảng cáo lên những chiến dịch ban đầu thôi đã rất rẻ rồi. Tại vì là sản phẩm, cái quy trình tìm kiếm sản phẩm ok, có những cái sản phẩm tốt, sản phẩm trend, tìm được những sản phẩm xu hướng, biết cách test, là sau đó lên những cái chiến dịch cơ bản boost post thôi, là bấm trực tiếp nút ấy ở trên trang ấy, đã rất rẻ rồi các bạn. Dưới 10.000, 6-7.000 một tin nhắn. Nói thật các bạn là 80-90% là do yếu tố sản phẩm đấy. Thế còn phần còn lại là do cái phần nội dung. Khi các bạn làm tốt khâu sản phẩm, sau đó là đến nội dung hình ảnh video, thì lúc đó các bạn chạy quảng cáo nhàn lắm các bạn. Bởi vì tôi là cái người, tôi đã làm cái hàng trend là tôi cày rất là lâu rồi, tôi lỗ mất rất nhiều tiền vào cái vụ là đánh trend, có rất nhiều kinh nghiệm, và bây giờ tất nhiên là tôi cũng mệt mỏi rồi. Thế nhưng mà trước đây tôi đã làm rất là lâu, trong một khoảng thời gian dài khoảng tầm 4-5 năm đánh hàng trend. Thế thì thành ra là bây giờ toàn bộ học viên tôi đều đưa ốp toàn bộ quy trình là test, tìm kiếm sản phẩm test vào. Và các bạn biết không, bất kỳ thời điểm nào cũng thế, tôi tìm được sản phẩm ngon, các bạn có kêu bằng giời vẫn tìm được những sản phẩm dưới 10.000 là chuyện bình thường. Nhưng tất nhiên là tìm nó sẽ khó, bởi vì bây giờ cạnh tranh cao hơn, ai cũng đi test hàng trend. Trước đây thì có khi là 20-30 mã sản phẩm thì test ra được có khi vài thằng ngon rồi, nhưng bây giờ có khi là test 50 sản phẩm ấy, 100 sản phẩm ấy, có khi mới ra được vài cái sản phẩm win, bởi vì bây giờ đại hàng trend nó cạnh tranh kinh quá, nhiều người đi test quá.